Tử vi thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương Tử Vi 12 Cung Hoàng Đạo ngày 24 tháng 6 nói thấy thứ hai này bạch dương tìm kiếm sự cân bằng hài hòa đây là thời điểm lý tưởng để giới thiệu một dự án mới hoặc thể hiện tài năng của bạn quan điểm độc đáo và ý tưởng giàu trí tưởng tượng của bạn sẽ giúp bạn nổi bật ở nơi làm việc đừng nhận định một người đàn ông phụ nữ yêu bạn chỉ vì vài chuyện còn con họ làm cho bạn hãy tinh tế và thông minh lên đừng để người khác thao túng bạn dễ dàng như thế đây là một ngày tốt để bạn sạc lại năng lượng và tập trung vào các hoạt động mang lại cho bạn sự bình yên và niềm vui. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 03 và 66. 2 Cung Kim Ngưu tử vi 12 cung Hoàng đạo ngày 24 tháng 6 năm 2024 dự báo rằng, Kim Ngưu phải hành động, thay đổi và giải quyết vấn đề đang gặp. Ngưu sẽ cảm thấy năng lượng sáng tạo tràn ngập trong không khí tại nơi làm việc ngày hôm nay. Bạn thậm chí có thể thu hút một số cơ hội mới thú vị theo cách mà không ai ngờ tới. Đối với những người đã có một mối quan hệ Tia lửa lãng mạn sẽ bùng cháy trở lại. Bản chất ấm áp và ưa sự ổn định của chòm sao này sẽ thu hút những người có cùng tần số. Yoga hoặc thiền có thể giúp bạn tập trung tâm trí và trẻ hóa cơ thể. Đừng quên dành cho mình tình yêu và sự quan tâm mà bạn xứng đáng. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 39 và 94. ba cung song tử song tử dễ dàng thấy mình bị tổn thương và hay lo lắng. Không có ai xuất sắc hơn ai, cũng chẳng ai kém cỏi hơn ai. Vì thế nên nếu người khác lỡ miệng đánh giá thấp về bạn cũng đừng vội nổi cáu lên, vì bạn tự biết bản thân mình ra sao là đủ, sao phải phân bua với thiên hạ. Không phải lúc nào chia tay cũng sẽ cảm thấy đau khổ, rồi cũng có lúc bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Vì thế nên chiêm tinh khuyến khích tròm sao này mạnh dạn rũ bỏ những người không quan tâm tới mình nữa. Tròm sao này hôm nay hay phải chạy đi chạy lại nhiều nên chân cũng hơi mỏi. Con số may mắn của song tử ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 19 và 86. 4 cung cự giải theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24 tháng 6 cho thấy cự giải nóng này phản ứng thái quá và thể hiện sự thiếu kiên nhẫn vũ trụ đã hỗ trợ bạn và với sự nhiệt tình cùng động lực không có gì mà bạn không thể đạt được hãy tin vào bản năng của bạn tin vào khả năng của bạn và đặt mục tiêu cao vì thành công đang ở phía trước đừng thể hiện tình yêu của mình cho đối phương nhiều quá nhiều quá rồi trở thành thừa. Nhắc nhở mấy bạn nữ có mà đi tin cái lời dỗ ngọt của đàn ông trong lúc mới hẹn hò nhé. Hôm nay, hãy ưu tiên sức khỏe của bạn, vì một cuộc sống tràn đầy năng lượng và viên mãn sẽ giúp tâm trạng của bạn thoải mái hơn nhiều. Con số may mắn của cự giải ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 33 và 25. Nam, cung sư tử trong ngày thứ hai này, sư tử bất an, bạn có cảm giác tội lỗi, sợ làm không tốt, sợ bị từ chối trong ngày thứ hai này. Công hiến không có nghĩa là mù quáng, càng không phải là chịu thiệt thòi, nó là sự đam mê công việc. Vì thế nên dù ai nói ngả nói nghiêng thì Leo hãy cứ làm ngơ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhé. Giác quan thứ sáu thật ra cũng khá đúng. Khi bạn cảm thấy người đó không còn yêu bạn nữa thì đa phần là bạn cảm nhận đúng rồi đó. Dành thời gian để tập thể dục và thư giãn. Và đừng ngại yêu cầu giúp đỡ nếu bạn cần. Con số may mắn của sư tử ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 63 và 46. Sáu. Cung Sử Nữ Tử Vi 12 cung Hoàng đạo phương Tây cho thấy, sử nữ có tâm trạng khá thất thường và hay để ý đến hành động của người khác. Đây là thời gian cho sự sáng tạo và đổi mới trong sự nghiệp của bạn. Hãy suy nghĩ sáng tạo và tin tưởng vào khả năng đưa ra những ý tưởng mới của bản thân, đừng để ý người khác nói gì về mình. Hãy độc thân đi, đừng vội vã lao vào yêu thương đừng mang tổn thương đó mà đặt lên những người sau. Với những ai đang bế tắc trong chiến tranh lạnh thì hãy chủ động mở lời làm lành nhé. Lắng nghe cơ thể của bạn và ưu tiên chăm sóc bản thân nhiều hơn nếu đang bị cảm nhé. Con số may mắn của xử nữ ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 09 và 68. 7. Cung thiên bình thiên bình hay bị lo xa, hay quan tâm đến những gì người khác đang nghĩ về mình. Khi đối mặt với những lời chỉ trích của người khác, bạn hãy cố gắng không phản ứng theo cảm xúc tiêu cực. Thay vào đó hãy nhìn lại bản thân một chút, nếu mình đúng thì mặc kệ, nếu sai cứ mạnh dạn xin lỗi. Trong sau này lấy lòng được bạn bè và những người lớn tuổi nhờ tài ăn nói khéo léo của mình. Bên cạnh đó, nhiều người còn tìm được phương thức liên lạc với người mình từng quen trước đó. Ăn ít trái cây nóng thôi nhé, nếu không thời gian tới ra mặt bạn sẽ bị mụn xâm chiếm. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 21 và 63. Cung Bảo Cạp theo Tử Vi 12 Cung Hoàng Đạo ngày 24 tháng 6 Bảo Cạp thiếu sự chủ động, thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp Học cách nhìn thấy những điều tích cực trong mọi vấn đề sẽ giúp bạn đỡ cảm thấy áp lực hơn trong công việc Đừng chối bỏ những cảm xúc tiêu cực khi đi làm nhé Hãy dịu dàng với chính bản thân mình cơm khách chẳng bao giờ ngon bằng bát cơm nhà khi đi xa trở về nhà. Vì thế nên bạn rất trân trọng tình cảm gia đình và muốn về thăm nhà hơn bao giờ hết trong ngày này. Sử dụng tinh dầu khi ngâm bồn tắm, hoặc xịt phòng để giữ tinh thần thư thái, dễ chịu. Con số may mắn của bọ cạp ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 78 và 95. 9. Công nhân mã nhân mã bị tô màu bởi cảm xúc, khiến cho việc trở nên khách quan đôi khi trở nên khó khăn trong ngày thứ hai này. Đừng ôm đồm hết công việc vốn dĩ là của chung. Đừng e ngại phải nói ra nếu mình không muốn. Những nỗ lực của bạn trong công việc sẽ sớm có kết quả tốt nên đừng nản trí. Đừng hy vọng quá nhiều. Bởi cái, quá nhiều, ấy có thể khiến chính bạn tổn thương sâu đậm. Nhìn bề ngoài bạn có vẻ lạc quan và vô tư nhưng thực ra khi yêu thật lòng bạn còn nhạy cảm hơn cả cung nước. Trong sau này tích cực tập thể dục và đi bộ nhiều hơn để chữa lành tâm hồn. Con số may mắn của nhân mã ngày 24 tháng 6 năm 2024 là 25 và 62. 10, cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma Kết hãy nói với chính mình rằng mọi chuyện sẽ qua, khó khăn chẳng là gì cả. Vũ trụ tin rằng những cố gắng của Kết đều xuất phát từ sự chân thành và luôn có người đứng sau ủng hộ. Nếu bạn có ai đó để nói ra những khó chịu trong lòng thì thật tốt, hãy nói ra. Bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Còn nếu bạn cảm thấy việc nói ra là một gánh nặng thì thôi hãy tự an ủi bản thân bằng đồ ăn ngon nhé. Mối liên hệ giữa tâm trí và cơ thể của bạn ngày hôm nay rất mạnh mẽ. Hãy cho bản thân thời gian được ở một mình nhé. Con số may mắn của ma kết ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 39 và 47. 11. Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng, Bảo Bình sáng tạo và quan điểm độc đáo của bạn được đồng nghiệp đánh giá cao, vì vậy hãy tin tưởng vào khả năng của bạn và đừng chân chứ. Tính lập dị đôi khi hơi phiền toái nhưng cũng có lúc giúp bạn cực kỳ nhiều đó nha. Nếu bạn đang tìm kiếm một mối tình lãng mạn mới, hãy cởi mở với những cuộc gặp gỡ bất ngờ và để trực giác dẫn đường cho bạn. Đối với những người đang trong một mối quan hệ, hãy làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn bằng đồ ăn ngon. Khi thế giới xung quanh bạn tăng tốc, hãy dành thời gian để sống chậm lại và nuôi dưỡng bản thân. Cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 43 và 62. 12. Cung song ngư tử vi 12 cung hoàng đạo ngày mới, cho biết song ngư hành động cảm tính, bên cạnh sự vui vẻ, hạnh phúc, bạn còn cảm thấy mình khá phiêu lưu. Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây. Hôm nay, bạn là thỏi nam châm thu hút tình yêu và sự ngọt ngào, vui vẻ. Năng lượng gợi cảm của bạn luôn tràn đầy và bạn đang thu hút những người có cùng tần số với mình. Tìm kiếm sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Con số may mắn của Song Ngư ngày 25 tháng 6 năm 2024 là 52 và 24.